Thank you, Lord. Chương 8 Khi Đức Chúa Giêsu ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài. Này có một người phun đến gần lại Ngài mà thưa rằng, lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được. Đức Chúa Giêsu giơ tay rờ người mà phán rằng, Ta khứng, hãy sạch đi tức thì người phun được sạch. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng người rằng, hãy giữ, chớ nói cùng ai, xong hãy đi tỏ mình cùng thầy cả và dân của lễ theo như môi xe dạy để làm chứng cho họ. Khi Đức Chúa Giêsu vào thành Capernaum, có một thầy đội đến cùng ngài mà xin rằng, lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bệnh bại, nằm liệt ở nhà tôi, đau đớn lắm đức chúa giêsu phán rằng ta sẽ đến chữa cho nó được lành. thay đổi thưa rằng lạy chúa, tôi chẳng đáng rước chúa vào nhà. xin chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa. tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tên kia rằng hãy đến thì nó đến và dạy đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Đức Chúa Giêsu nghe lời đó rồi lấy làm lạ mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn dường ấy. Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương tây phương sẽ đến ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac và Jacob trong nước thiên đàng. Nhưng các con bổn quốc sẽ bị luyện ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng thay đổi rằng, hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành. Đoạn Đức Chúa Giêsu vào nhà phi rơ thấy bà gia người nằm trên giường, đau rét. Ngài bèn rờ tay người bệnh, rét liền mất đi. Rồi người đứng dậy giúp việc hầu ngài. Đến chiều, Người ta đem cho Đức Chúa Giêsu nhiều kẻ bị quỷ ám. Ngài lấy lời nói mà đuổi quỷ ra, cũng chữa được hết thảy những người bệnh. Vậy cho được ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: "Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta." Và khi Đức Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình, bèn truyền qua bờ bên kia. Có một thầy thông giáo đến thưa cùng Ngài rằng: lại thầy. Thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, Con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng, Lại Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng, Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết. Kế đó, Đức Chúa Giêsu -xu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. Thình linh biển nổi bão lớn đến nỗi sóng dậy phủ thuyền. Nhưng Ngài đang ngủ. Các môn đồ đến gần đánh thức Ngài mà thưa rằng, Lạy Chúa xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết. Ngài phán rằng, hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển, thì liền yên lặng như tờ. Những người đó lấy làm lạ nói rằng, Người này là ai mà gió và biển đều vâng lịnh người? Đức Chúa Giêsu qua bờ bên kia rồi, tại xứ dân Gadara, gặp hai người bị quỷ ám ở nơi mồ đi ra, bộ dữ tợn lắm, đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó. Chúng nó la lên rằng, lại con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không? Và khi ấy ở đằng xa có một bầy heo đông đương ăn. Các quỷ xin Đức Chúa Giêsu rằng, nếu Chúa đuổi chúng tôi ra, xin cho nhập vào bầy heo đó. Ngài biểu các quỷ rằng, hãy đi đi. Các quỷ ra khỏi hai người đó liền nhập vào bầy heo. Tức thì, cả bầy ở trên dốc núi nhảy xuống biển thảy đều chết chìm dưới nước. Những đứa chăn heo bằng chạy trốn trở về thành thuộc các chuyện đã xảy ra và chuyện hai người bị quỷ ám nữa. Cả thành liền ra đón Đức Chúa Giêsu. Vừa khi thấy Ngài thì xin Ngài bà ra khỏi xứ mình. Khi Đức Chúa Giêsu rao giảng xong mọi lời ấy trước mặt dân chúng nghe rồi thì Ngài vào thành Capernaum. Và một thầy đội kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa đau gần chết, nghe nói Đức Chúa Giêsu bèn sai mấy trưởng lão trong dân Juda xin Ngài đến chữa cho đầy tớ mình mấy người đó đến cùng Đức Chúa Giêsu mà nài xin rằng thầy đội thật đáng cho thầy nhậm điều này vì người yêu dân ta và đã cất nhà hội cho chúng tôi Đức Chúa Giêsu bèn đi với họ khi ngài gần tới nhà thầy đội sai bạn hữu mình đi thưa ngài rằng lạy Chúa xin đừng tự phiền đến thế vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa Xong xin phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì chính mình tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi. Tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tên khác rằng hãy đến thì nó đến, và biểu đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Đức Chúa Giêsu nghe những lời ấy lấy làm lạ cho thầy đội bèn xây lại cùng đoàn dân theo mình mà phán rằng, Ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Israel, ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy. Những kẻ sai đến trở về nhà, thấy đầy tớ, lành mạnh. Bữa sau, Đức Chúa Giêsu đi đến một thành gọi là Na-in. Có nhiều môn đồ và một đoàn dân đông cùng đi với Ngài. Khi Ngài đến gần cửa thành, họ vừa khiêng ra một người chết là con trai một của mẹ quá kia. Có nhiều người ở thành đó đi đưa với bà quá ấy. Chúa thấy động lòng thương xót người mà phán rằng, Đừng khóc. Đoạn Ngài lại gần, rờ quan tài, thì kẻ khiên dừng lại. Ngài bèn phán rằng, Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói, Đức Chúa Giêsu giao người lại cho mẹ. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, Có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi, và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. Tin này đồn ra khắp xứ Du Đê và khắp xứ xung quanh nơi đó nữa. Môn đồ của dân trình lại hết cả chuyện đó với người. Người bèn gọi hai môn đồ mình, sai đến thưa cùng Chúa rằng, Thầy có phải là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Hai người đã đến cùng Đức Chúa Giêsu thưa rằng, Giăng bắp tít sai chúng tôi đến hỏi thầy, thầy có phải là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Và chính giờ đó Đức Chúa Giêsu chữa lành nhiều kẻ bệnh, kẻ tàn tật, kẻ mắc quỷ dữ và làm cho nhiều người đuôi được sáng. Đoạn ngài đáp rằng: Hãy về báo cho dân sự các ngươi đã thấy và đã nghe. Kẻ đuôi được sáng, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại tin lành đã rao giảng cho kẻ nghèo, phước cho kẻ không vấp phạm vì cớ ta. Hai người của dân sai đến đã đi rồi, Đức Chúa Giêsu mới phán cùng đoàn dân về việc dân rằng, các ngươi đã đi xem chi nơi đồng vắng, xem cây sậy bị gió rung chăng, lại các ngươi còn đi xem gì, xem người ăn mặc tốt đẹp chăng kia những người mặc áo sang trọng và ăn ở sung sướng thì ở trong đền đài các vua. Xong, rốt lại, các ngươi đi xem gì? Xem một đấng tiên tri ư? Phải, ta nói một đấng trọng hơn tiên tri nữa. Ấy về đấng đó mà có lời chép rằng, Này, ta sẽ sai sứ ta đến trước mặt ngươi, người sẽ dọn đường trước ngươi. Ta nói cùng các ngươi, Trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai lớn hơn dân bắp tít đâu. Nhưng, trong nước Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn dân vậy. Cả dân chúng cùng kẻ thấu thuế chịu dân làm phép bắp tiêm đều xưng Đức Chúa Trời là công bình. Xong người Pha-ri-si cùng các thầy dạy luật không chịu dân làm phép bắp tiêm nên chê bỏ ý Đức Chúa Trời định về mình. Vậy, ta sẽ sánh người đời này với gì? Họ giống như ai? Họ giống như con trẻ ngồi ngoài chợ nói cùng nhau rằng, Ta đã thổi sáo mà bay không nhảy múa, ta đã than vãn mà bay không khóc. Và dân bắp tít đã đến không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi nói rằng người mắc quỷ dữ. Có người đến ăn và uống thì các ngươi nói rằng, ấy đó là người ham ăn mê uống bạn với người thâu thuế và kẻ có tội. Trong sự khôn ngoan được xưng công bình, nhờ những việc làm của nó. Có một người Pha-ri-si mời Đức Chúa Giê-xu ăn tại nhà mình. Vậy khi đã vào nhà người Pha-ri-si thì Ngài ngồi bàn. Và có một người đàn bà xấu nết ở thành đó nghe nói Đức Chúa Giê-xu đang ngồi bàn tại nhà người Pha-ri-si, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Người đứng đằng sau nơi chân Đức Chúa Giê-xu khóc, sa nước mắt trên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi, lại hôn chân Ngài và sức dầu thơm cho. Người pha ri -si đã mời Ngài thấy vậy tự nghĩ rằng, nếu người này là đấng tiên tri chắc biết người đàn bà rờ đến mình đó là ai, cùng biết ấy là người đàn bà xấu nếp. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán cùng người rằng, Hỏi Simon, ta có vài lời nói cùng ngươi. Người thưa rằng, thưa thầy, xin cứ nói. Một chủ nợ có hai người mắc nợ, một người mắc 500 denier, một người mắc năm chục. Vì hai người đều không có chi mà trả nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Simon thưa rằng, tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Giêsu phán rằng, người đoán phải lắm. Đoạn Ngài xây lại người đàn bà mà phán cùng Simon rằng, Ngươi thấy đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta rồi lấy tóc mình mà chùi. Ngươi không hôn ta, nhưng người từ khi vào nhà ngươi thì hôn chân ta hoài. Ngươi không xức dầu đầu ta, nhưng người lấy dầu thơm xức chân ta. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm đã được tha hết vì người đã yêu mến nhiều. Song kẻ được tha ít thì yêu mến ít ngài bèn phán cùng người đàn bà rằng tội lỗi ngươi đã được tha rồi các người ngồi bàn với ngài nghĩ thầm rằng người này là ai mà cũng tha tội nhưng ngài phán cùng người đàn bà rằng đức tin của ngươi đã cứu ngươi hãy đi cho bình an